Bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam Thỏa còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương trong từng trang sách nhỏ Ai bảo chăn trâu là khổ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ quê tôi đầy bóng giặc từ biệt mẹ tôi đi có cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích mắt đen tròn thương thương quá đi thôi giữa cuộc hành quân không nói được một lời đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi Hòa bình tôi trở về đây Với mái trường xưa bãi mía luống cày Lại gặp em thẹn thùng nép sau cánh cửa Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ Chuyện chồng con có nói lắm anh ơi Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngồi Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bọc Hôm nay nhận được tin em Không tin được dù đó là sự thật Giặc bắn em rồi quăng mất xác Chỉ vì em là du kích em ơi Nó sẽ lòng anh chết nửa con người Sự yêu quê hương vì có chim có bướm Có những ngày trốn học bị đòn roi Này yêu quê hương vì trong tầng nắm đất Có một phần xương thịt của em tôi Bài thơ quê hương và những chuyện bây giờ mới kể Bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam Được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy gần 30 năm qua Mọi bí mật về nó tưởng như đã được bật mí Nhưng không mấy ai biết Bài thơ ra đời từ năm 1960 Và có cả một hành trình gian lao từ Nam ra Bắc Qua nhiều vòng kiểm duyệt mới thật sự đến tay bạn đọc Và ghi mãi dấu ấn cho đến ngày này Bí mật về một hành trình dài. Chúng tôi đến thăm ông vào buổi chiều khi nắng xuân còn vương trên mái phố. Nha Trang vẫn còn nhộn nhịp không khí ngày xuân. Trên các ngã đường, trên các công viên vẫn còn nguyên những băng rôn chúc mừng năm mới với cờ hoa rực rỡ. Trước số nhà 46 Giác Xin, một ông lão dáng người thấp đậm, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt sáng ngời Lộ rõ vẻ vui vẻ Mừng rỡ khi gặp chúng tôi Nhà thơ Giang Nam đây Vừa giới thiệu tôi vừa ôm chặt lấy ông Như vừa gặp lại một người thân từ lâu xa cách Trong căn phòng khách nhỏ gọn Nhưng đầy những bằng khen huân chương và sách vở Chúng tôi là nghe ông kể chuyện Những câu chuyện từ thời chống Pháp chống Mỹ Lần lượt được ông khơi lại với sự ly kỳ Và lẫn hiểm nguy Và cảm động làm cho chúng tôi vừa hồi hộp vừa hứng thú lắng nghe quên cả thời gian trong các câu chuyện ông kể chúng tôi chú ý lắng nghe và xoay quanh về mối tình vợ chồng ông và hoàn cảnh ra đời của bài thơ quê hương mà ông sáng tác vào năm 1960 trong vòng 30 phút giữa chiến trường gian khổ ngày ấy chúng tôi yêu nhau trong thời buổi chiến tranh khốc liệt lý tưởng canh mạng lúc nào cũng nung nấu trong tâm hồn của hai chúng tôi cùng sống và hoạt động trong một cơ quan nhưng chúng tôi ít khi được ngồi bên nhau trọn vẹn cho đến ngày được cơ quan tác hợp nên duyên vợ chồng được vài hôm thì tôi nhận nhiệm vụ nơi xa ngày chia tay vợ tôi đã tặng tôi một chiếc khăn với lời nhắn nhủ anh giữ gìn sức khỏe tình yêu của em luôn trọn vẹn cho anh mãi mãi anh hãy sống cho lý tưởng cách mạng trước chứ đừng lo nghĩ cho em nhiều dù có bất cứ điều gì xảy ra em cũng một lòng đợi anh tình yêu thời chiến tranh là thế vừa tương phùng đã phải biệt ly ông như lại tuy hoạt động trong lòng địch nhưng các bài viết bài thơ tuyên truyền kháng chiến những bài báo của ông luôn làm cho quân địch hoang mang lo sợ chúng điên cuồng ra quân càn quét tiến hành các chiến dịch tố cộng diệt cộng để giữ bí mật, ông được cấp trên chuyển vụ hoạt động. Cũng trong thời gian này, vợ ông bị địch bắt và tra tấn dã man khi đứa con nhỏ vừa mới chào đời. Năm 1960, trong một đêm mưa giữa núi rừng trùng điệp, tôi được cấp trên gọi lên động viên và trên an tư tưởng. Rồi thông báo cho tôi một tin xét đánh Vợ con đồng chí có thể bị địch sát hại Vì các hoạt động bí mật Và nhất định không khai ra tôi chứ nghe tin tôi như không còn đứng vững nỗi đau nhói buốt cả con tim tôi đã phải bật khóc trong vòng tay an ủi của đồng đội để rồi ngày đêm hôm đó tôi đã viết nên bài thơ quê hương bằng tất cả nỗi đau tình yêu thiêng liêng và sự căm thù quân giặc trong bài có hai câu thơ thể hiện nỗi đau đến tột cùng mà tôi nhớ mãi giặc giết em rồi quăng mất xác bởi vì em là du kích em ơi Nhà thơ Giang Nam kể là So với bài thơ ra đời Ông đưa cho cấp trên đọc Và nhận được sự đồng cảm của mọi người Vài ngày sau ông nhờ người gửi bài thơ ra Hà Nội Với hy vọng được đăng báo văn nghệ Và hành trình của bài thơ này cũng gian lao không khác gì số phận của một con người Thời ấy muốn gửi một bài thơ ra Hà Nội Phải mất gần 6 tháng Giao liền phải đi bộ vượt hơn nghìn km qua các núi đồi đèo dốc nguy hiểm của dãy Trường Sơn cao ngút. Đã vậy còn phải đối phó với bom đạn thu dực. Bài thơ đã được gửi đi nhưng tôi cũng không dám hy vọng là nó sẽ đến nơi mình gửi. Hơn một năm sau, khi đang trên đường công tác, tôi bất chợt nghe đài tiếng nói Việt Nam đọc bài thơ quê hương của mình và thông báo được giải nhì báo Văn nghệ trong giây phút vui mừng đó tất cả hình ảnh người vợ thân yêu cùng đứa con nhỏ của mình lại ùa về một lần nữa tôi bật khóc suốt cả buổi chiều khóc vì nỗi đau khóc vì hạnh phúc nhà thơ giang nam tâm sự bài thơ được giải thưởng làm ông được tăng thêm động lực viết lách và chiến đấu từ đó ông lao vào sáng tác thơ làm báo như một nhiệm vụ cao cả phục vụ cho cách mạng khơi dậy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ông okay, kể tiếp Sau này tôi mới biết bài thơ chuyển qua nhiều tay giao liên vượt núi băng rừng Lội qua những con suối hiểm nguy Những cơn mưa nguồn không dứt Mất thời gian đến gần 6 tháng mới đến tới nơi Vì vậy nên có nhiều tài liệu bị ẩm ướt và rách nát Nhưng rất may là bài thơ không bị thất lạc Và cuối cùng cũng đến đúng địa chỉ của nó Tuy phong bỉ và bài thơ đã gần như nhào nát ố vàng vì thời gian nhưng nhà thơ Bảo Định Giang Trường Ba Văn Nghệ Vẫn cố đọc Và lần ra từng chữ Rồi cho đăng trên báo thông nhất Báo Văn Nghệ ngày này Khi bài thơ được đăng báo Nhiều anh em còn nói vui Đây là bài thơ chim bướm Vài tháng sau bài thơ được đưa ra xét thưởng vào năm 1961 Có rất nhiều ý kiến xoay quanh việc xét thưởng cho bài thơ này Hội đồng chấm thưởng ngày ấy gồm có các nhà thơ nhà lý luận phê bình như Chế Lan Viên, Hoàng Trung Thông, Hoài Thành Vài ý kiến cho rằng Trong bối cảnh đất nước đang vào giai đoạn chiến tranh khốc liệt Liệu chấm giải thưởng ca cho bài thơ này Có làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu Của các anh em chiến sĩ Người thì cho rằng bài thơ mang vẻ đẹp tình yêu quê hương đất nước Khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sự căm thù quân giặc Cần có giải thưởng cả Mọi người đang bàn luận Thì bất ngờ nhà lý luận phê bình Hoài Thanh chấm dài nhất cho bài thơ Rồi có người chấm dài nhì, người chấm dài ba Cuối cùng hội đồng thống nhất bài thơ đoạt giải nhì Tuy đã được giải nhì nhưng nhà lý luận phê bình ngoài thanh vẫn thốt lên Bài thơ tuy chỉ được giải nhì nhưng tôi tin rằng Nó sẽ có tầm ảnh hưởng lớn với bạn đọc Và nó sẽ sống mãi với thời gian Ngày ông ra Hà Nội nhận giải, nhà thơ chế Lan Viên đã gọi ông lại và nhận xét. Cả bài thơ quê hương của Giang Nam và núi đôi của Vũ Cao đều nói về sự hy sinh của người con gái, của tình yêu và nỗi cách xa. Nhưng bài quê hương của Giang Nam đau quá, quản quại quá. Sau khi bài thơ quê hương được công bố, rất nhiều cuộc mệt tình chớp nhoáng đã lấy bài thơ này ra đọc lên như một sự cổ vũ. Lúc đó tôi vô cùng sung sướng, thấy mình như được tiếp thêm niềm đam mê, biết không ngừng nghỉ. Sau ngày đất nước thống nhất, bài thơ đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho đến ngày hôm nay. Ông chia sẻ. Bí mật ngày đoàn tụ Hạnh phúc cũng trở về với ông khi một ngày ông nhận được thông báo của tổ chức cho biết sau khi bắt biệt giam gần 3 năm trời nhưng không tìm ra chứng cứ kết tội lại được một luật sư bảo chữa miễn phí nên quân địch bắt buộc phải trả tự do cho vợ con ông. Ngày đoàn tụ vợ chồng ông Ông ôm đứa con nhỏ vào lòng Mà khóc hết nước mắt Khóc trong bất ngờ Khóc trong hạnh phúc Cả đời làm cách mạng Nhà thơ Giang Nam lúc nào cũng nghĩ đến chữ tâm Chữ đức Ông nói Thì ca cũng cần phải có đạo đức Ngày xưa chúng tôi làm thơ cũng chỉ để phục vụ cho cái chân thiện mỹ Ngày nay cũng thế Còn biết được tôi còn phục vụ cho thi ca với một cái tâm cái đức của mình Tôi quan niệm làm văn nghệ, lãnh đạo văn nghệ là phải phát hiện ra cái mới, phải đi tìm nuôi dưỡng và bảo vệ những người sáng tạo đích thực, chứ không phải đến ngồi tán gẫu nhau, cho sung sướng rồi hưởng lương, rồi đấu đá thì thì buồn lắm. Chia thầy ông, chúng tôi trở về với tâm trạng quyến luyến, cảm thấy mình yêu quý kính phục một nhà thơ suốt cuộc đời cống hiến cho nền văn học nước nhà với cái tâm sáng ngời đạo đức quê hương bài thơ đề đời của Giang Nam nhà thơ Giang Nam qua đời ngày 23 tháng 1 thọ 94 tuổi tại Khánh Hòa sinh thời ông để lại gia tài đồ sộ gồm hơn 10 tập thơ và trường ca 6 tập truyện ngắn và ký nhưng khi nhắc đến tên tuổi ông độc giả lập tức như đến bài quê hương nguyên mẫu của gái nhà bên trong thơ là vợ ông bà Phan Thị Triều quê ở Nha Trang hai ông bà cùng hoạt động cách mạng gặp nhau tại Đá Bản, căn cứ địa của Khánh Hòa những năm kháng chiến. Năm 1959, sau 4 năm ông bà cùng hoạt động ngầm ở Biên Hòa, nhà thơ về lại Khánh Hòa. Một đêm địch ập vào bắt bà chiều và con gái mới sinh giải đi. Một buổi tối năm 1960, Giang Nam được cấp trên gọi và thông báo tin vợ và con gái ông bị địch giết hại trong nhà tù Phú Lợi Sài Gòn. Ngay trong đêm ấy, trong căn cứ bí mật dưới chân núi Hòn Du, phía tây thành phố Nha Trang Ông chút hết nỗi niềm và những câu thơ Tin rằng người thân đã bị địch giết hại Nhưng 3 năm sau Vợ và con gái Giang Nam được thả về Do không tìm ra căn cứ kết tội Sau này bài thơ đạt giải nhì giải thưởng thơ 1960-1961 của tạp chí Văn Nghệ Trở thành dấu mốc Trong đời thơ của Giang Nam Cũng là dấu mốc lịch sử của gia đình Nhà thơ đó anh Vũ cho biết tác phẩm không nằm trong sách giáo khoa của thế hệ 8X như anh Nhưng được cả thầy cô giáo giới thiệu khi học trùm thơ cảm hứng về quê hương Tôi là quê hương trong cuốn thơ cảm Việt Nam xuất bản năm 1972 Vẫn lưu giữ đến giờ Bài thơ gợi nhớ ký ức gắn với vùng nông thôn Kỷ niệm thủa chăn trâu văn bướm Những rung động đầu đời với quân ngữ dung dị dễ thương Có sức sống lâu bền tầm phụ sóng sâu rộng Anh Vũ nói nhiều thế hệ vì thế thuộc như in những câu mở đầu Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ Ai bảo chăn trâu là khổ Tôi mưa màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích Nhà thơ anh Vũ Thích cách nhà thơ sử dụng một số ngoặc đơn trong khổ hai và ba bài thơ Theo anh giống hoặc dùng để giải mã thêm cảm xúc về những hồi ức trong sáng tác của tác giả Quê tôi đầy bóng giặc, từ biệt mẹ tôi đi Cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kịch Ông gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi Từ câu chuyện riêng, nhà thơ đã đề cập đến câu chuyện chung của dân tộc trong phần sau khiến người đọc xúc động mạnh mẽ khi yếu tố bi nằm trong yếu tố hụt. hôm nay nhận được tin em không tin được dù đó là sự thật giặc bắn em rồi quăng mất xác chỉ vì em là du kích em ơi đau xé lòng anh chết nửa con người Sự yêu quê hương vì có chim có bướm có những ngày trốn học bị đòn roi này yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi nhà thơ Anh Ngọc như năm 1960 khi đất nước vẫn trong thời kỳ bị chia cắt sau hiệp định Geneva tác phẩm vượt bí tuyến trở ra bạc, được người đọc và giới phê bình hưởng ứng theo ông tác phẩm lòng bản tình ca thời chiến nằm chung mạch cảm xúc với bài núi đôi của Vũ Cao cùng kể câu chuyện tình giữa anh bộ đội và cô du kích bị chia cắt bởi sinh tử khói lửa nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận định bài thơ đã nâng tầm định nghĩa về tình yêu quê hương quê hương không chỉ có khung cảnh thanh bình là tuổi thơ đẹp đẽ mà là máu thịt của bao thế hệ đã ngã xuống để gìn giữ hòa bình truyền đạt tư tưởng lớn nhưng câu chuyện trong thơ ông dung dị giàu cảm xúc với lối viết tự nhiên đi vào lòng người ông nguyên nói nhà phê bình phạm xuân nguyên cho rằng vì những thay đổi của thời đại quê hương không còn trong sách giáo khoa chương trình phổ thông nhưng sức sống vẻ đẹp của bài thơ vẫn nằm trong tâm tưởng nhiều thế hệ độc giả. Nhiều độc giả bình luận tuổi thơ gắn liền với hình ảnh người mẹ giàn bướp cầu áo trong bài thơ. Từ Phạm nghe tin nhà thơ Giang Nam qua đời, độc giả Phạm Ngọc Hữu cảm tác. Vừa còn thơ ngày hai buổi tới trường, bài thơ anh thuộc từ thời cấp sách. Mà giữa Paris nghe tiếng thơ ra diết, sao bỗng thấy bồi hồi như gặp lại người thân giá trị nghệ thuật của bài thơ nổi tiếng. Bằng việc sử dụng một từ ngữ sinh động, nghệ thuật miêu tả tinh tế, tác giả đã mở ra bức tranh quê hương thật gần gũi, thân thuộc, nhưng cũng thật dai dứt. Bài thơ quê hương của Giang Nam làm ta càng thêm yêu mảnh đất mình đang sống, chân quý những điều gọi là kỷ niệm. Quê hương chỉ hai từ thôi nhưng vô cùng thân thương đến lạ. Quê hương nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên, nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ khi nhắc đến quê hương ai cũng cảm thấy tự hào đó là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả và với bài thơ quê hương của nhà thơ giang nam cũng thế quê hương dòng chảy bất tận của ký ức quê hương là nơi ta tìm vẻ sau những phong ba của cuộc đời mở đầu bài thơ là nỗi nhớ về tuổi thơ là niềm thương nhớ yêu quê hương từ thuở cấp sách tiến trường từ thuở chăn trâu cắt cỏ không gian thơ mở ra bàng bạc nỗi nhớ về thuở ấu thơ với những trò nghịch ngợm của trẻ thơ đó là trốn học đuổi bướm những vần thơ mộc mạc giản dị càng đọc càng thấm thía về một quê hương tuổi thơ trong kỷ niệm dòng thời gian trôi mãi tuổi thơ rồi lớn lên đất nước kêu gọi cậu bé này ấy nay đã trưởng thành lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc thật bất ngờ cô bé nhà bên ngày xưa ấy cũng đã trở thành đồng chí Cách mạng bùng lên Rồi kháng chiến trường kỳ Quê tôi đẩy bóng giặc Từ biệt mẹ tôi đi Cô bé nhà bên có ai ngờ Cũng vào du kích Tình bạn trẻ thơ giờ đã trưởng thành Thêm một bậc Sự trưởng thành này phù hợp với hoàn cảnh xã hội chung lúc bấy giờ Như một điều tất yếu Chính vì có được nền tảng từ tình bạn Từ những ngày thơ ấu Nên khi bất chợt gặp nhau Trên giữa đường hành quân Dẫu mưa đầy trời nhưng chàng trai vẫn thấy lòng ấm mãi bởi nụ cười khúc khích và cảm xúc thương thương quá đi thôi đàn xen giữa quá khứ và hiện tại quân thù xâm lược dẫu toàn ác cũng không xóa bỏ được nét trong trào trong tâm hồn của chàng trai và cô gái một thời họ vừa lên trên sự tàn ác của kẻ thù bằng chính sự thiện lương trong trào được nuôi dưỡng bởi chiều sâu văn hóa tỉnh người của dân tộc bởi thế mà dù trải qua bao thăng trầm bao súng đạn bao chiến trường Ngày gặp lại cô gái ngày xưa ấy vẫn Thẹn thùng nép sau cánh cửa Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ Chuyện chồng con Khó nói lắm anh ơi Điều cười khúc khích như một điệp khúc Như từng đợt sóng lòng trùng điệp Mà đợt sau cao hơn đợt trước Để rồi chàng trai không cầm lòng được mà Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngồi Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng Tình yêu thời chiến thật nhẹ nhàng Như một điều hiển nhiên tình yêu đôi lứa ấy được đặt trên nền tảng vững chắc của tình bạn thuở âu thơ và tình đồng chí cùng chống lý tưởng của khi trưởng thành chính điều này làm cho tình yêu lứa đôi hòa và tình yêu quê hương đất nước cái riêng đã hòa và cái chung khiến cho tình yêu chung cho quê hương thêm sâu sắc mà cũng khiến cho tình cảm riêng càng trở nên rộng lớn bền vững hơn năm 1960 nhà thơ nhận được tin vợ và con mình bị giặc giết hại trong nhà tù phu lợi cảm xúc cuộn lên chất ngất ngay trong đêm bài thơ được ra đời nhưng câu thơ cứ quờ về cùng với nỗi đau không thể kìm nén được hôm nay nhận được tin em không tin được dù đó là sự thật giặc bắn em rồi quăng mất xác chỉ vì em là du kích em ơi đau xé lòng anh chết nửa con người nỗi đau xỏ đến tê tái đến chết lịm người khi nghe tin em bị giặc bắn em rồi quăng mất xác Tình cảm càng bền vững, càng nên thơ, khi mất càng gây đau đớn. Từ cô bạn âu thơ, rồi đồng đội đồng chí đến người yêu, giờ giặc bên em rồi quăng mất xác càng đau đớn, càng xót xa, và tố cáo tội ác của giặc xâm lược. Tình yêu quê hương bây giờ đã khác. xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Này yêu quê hương vì trong tầng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi tình riêng giờ hòa vào tình chung không chỉ ở nghĩa biểu tượng mà ở nghĩa thực của nó quê hương không chỉ là khái niệm chung chung mà gắn với người con gái ta yêu là một phần của cuộc đời một phần không thể tách rời của thân thể bài thơ quê hương của nhà thơ giang nam dù đã trải qua bao thăng trầm biến cũ của thời đại nhưng với bất cứ ai khi đọc lên đều không khỏi cảm thấy xót xa bùi ngủi đau đớn khi mất đi người yêu mất đi ruột thịt của mình bài thơ thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc bức tranh quê hương của giang nam được tô vẽ bằng những câu thơ đơn giản nhưng ẩn chứa sự tinh tế và sâu sắc tác giả đã dùng ngôn ngữ thơ để miêu tả những khoảnh khắc kỷ niệm trong cuộc đời thơ ấu của mình những hình ảnh trữ tình được liên kết với nhau tạo nên một khoảnh khắc kỷ niệm đậm nét trong tâm trí tác giả và cũng đem đến cho độc giả một cảm giác thân thương như đang đồng hành cùng tác giả trên con đường tuổi thơ từ việc yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ cho đến những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao tác giả đã tạo ra một bức tranh đầy màu sắc và tươi đẹp về tuổi thơ đầy ắp hy vọng và niềm vui những chi tiết nhỏ như nghe chim hót trên cao hay có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích đã đánh thức những ký ức và trở về quãng thời gian đáng như của tác giả nhưng đôi khi Bên cạnh những kỷ niệm ngọt ngào, những trận đòn của mẹ lại xuất hiện trong tâm trí tác giả, tạo nên một sự đau đớn và cảm xúc khó tả. Bức tranh quê hương không chỉ có màu sắc tươi đẹp mà còn mang trong mình những đau thương và khổ đau của cuộc sống. Tuy nhiên tất cả những khó khăn thử thách đó đều giúp cho Giang Nam trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, giữ lấy tình yêu và sự trân trọng đối với quê hương của mình bức tranh quê hương của giang nam không chỉ là bức tranh về quá khứ mà còn là một sự kết nối với hiện tại và tương lai tác giả đã truyền tải thông điệp rằng quê hương luôn đồng hành với chúng ta cho dù ta có ở đâu và làm gì đó là một tình yêu vô điều kiện một tình yêu sâu sắc được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác tác giả nhìn quanh và nhận ra rằng ngoài bức tranh quê hương của mình vẫn còn rất nhiều bức tranh khác về quê hương đang chờ đợi được tô vẽ có những bức tranh sáng tạo đầy màu sắc vấn tượng, có những bức tranh tinh tế và sâu sắc, như tất cả đều chứa đựng tình yêu và tình cảm của quê hương. Những bức tranh đó như một tài sản vô giá của dân tộc, chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm hồn của mỗi con người. Vì vậy tác giả quyết định tiếp tục tô vẽ bức tranh quê hương của mình, đóng góp cho tài sản chung dân tộc và kết nối với những người có tình yêu với quê hương. Với bài thơ quê hương của Giang Nam, tác giả đã tô điểm cho nét đẹp tinh túy của dân tộc Việt Nam qua những cảm xúc chân thành sâu sắc và cảm nhận sâu xa về nơi gần bó với chính mình. Bài thơ là câu chuyện tình từ thỏa tuổi thơ của hai người hàng xóm. Đôi trẻ lớn lên, tình yêu trong họ cũng lớn lên theo cuộc trường kỳ kháng chiến. Từ buổi, mẹ chưa đánh dòi nào đã khóc, đến cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngồi, để dù cuối cùng hôm nay nhận được tin em. Xong rồi em mất nhưng tình yêu không mất Bởi tâm hồn và thể xác em đã hóa thân vào với đất nước quê hương Bài thơ được tác giả phía năm 1960 Khi nhận được thông tin vợ và con ông Bị giết hại trong nhà tù phu lớn Xong thật may đây là nhầm lẫn Vợ và con ông được thả vào năm 1962 Do địch không tìm ra căn cứ để kết tội Có thể nói được là bài thơ hay nhất của nhà thơ giảng Nam Sau ngày thống nhất đất nước năm 1976 nhà thơ Giang Nam vào làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1978, ông lại ra Hà Nội làm thượng trực Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1989, sau khi tách tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, tỉnh ủy Khánh Hòa xin ông về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ tranh văn xã. Có một điều lạ là, là không phải ai cũng biết là nguyên mẫu của bài thơ cô bé nhà bên có anh ở cũng vào du kích sau bị giặc giết quăng mất xác ấy Chính là người vợ hiện thuộc hiện nay Vẫn sống bên nhà thư Về chuyện này Địch thần tác giả kể lại trong cuốn Sống và biết ở trên trường như sau Đang ở căn cứ bí mật của tỉnh ủy Khánh Hòa Tôi được phó bí thư tỉnh ủy Mời sang thông báo tin dữ Vợ con tôi đã bị thủ tiêu trong nhà lao rồi Trước đó vợ Giang Thanh Cùng có con gái chưa đầy tuổi ông Bị địch bắt ở Thủ Đức Và đưa vào ra một nhà lao trí hòa Sài Gòn Tôi nghe tin mà choang vang như trời sập Những kỷ niệm cũ tình yêu e ấp vụng vẻ Những giận hờn và buổi chia tay đầy nước mắt Cả hai mẹ con của ấy đều không dòng Tất cả như sống dậy xót xa, nhức nhối và rõ ràng Cứ như mới xảy ra hôm qua Tôi đã viết bài thơ quê hương trong tâm trạng đau đớn tột cùng ấy Rồi tôi đã gửi bài thơ ấy theo đường giao liên ra cho báo thông nhất ở Hà Nội Khoảng tháng 8 năm 1961 trên đường công tác từ huyện Sơn Khánh đi Khánh Vĩnh khi dừng chân ở một trạm nghỉ. Tôi đã được nghe tin qua đài tiếng nói Việt Nam là bài thơ quy hương của tôi được giải nhì báo văn nghệ. Tôi mừng run lên, báo ngay cho anh em cùng đoàn công tác. Tôi như thấy vợ con tôi ở bên kia thế giới về lại cùng tôi. Không phải như thấy thôi đâu mà là sự thật. Thì ra thông tin vợ con Giang Nam chết trong nhà Lao là không xác thực. Năm 1962, bà cùng con gái được thả và hai năm sau đó cấp trên bố trí cho nhà thơ gặp mặt vợ con. Dẫu sao từ một sự nhầm lẫn, Giang Nam đã có một bài thơ để đời. Các nhà nghiên cứu văn học thường liên hệ bài thơ quê hương của Giang Nam với các bài Màu tím hoa xìm và hữu loan và Núi đôi của vũ cao. Cả ba bài thơ đều có chung mô típ. Các nhân vật nam chính đều đi bộ đội chiến đấu xa nhà. Các nhân vật nữ chính có thể là vợ, có thể là người yêu thì ở lại chiến đấu hoặc công tác tại quê nhà và rồi tất cả đều ngã xuống khi tuổi đều còn rất trẻ. Cả ba bài thơ đều có sức hấp dẫn lôi cuốn độc giả, mặc dù quê hương của Giang Nam không những ý thâm thúy, những hình ảnh đặc sắc và khơi gợi như màu tím hoa sim của Hữu Loan cũng không có giai điệu tinh tế quáng đạt như núi đôi của Vũ Cao. Xong nó lại có cái duyên riêng và đặc biệt, mối tình của người nữ du kích với chàng trai trong bài thơ rất mộc mạc hồn nhiên và có nét gần gũi phổ biến trong đời sống điều đó khiến bài thơ càng dễ được quảng bá bà. đọc bài thơ không ai không nhớ tới tiếng cười khúc khích của cô gái cũng như khó có thể quên được cái việc khóc của cậu bé ở phần đầu bài thơ những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc đó chính là một chốt tạo nên sức ám ảnh của hình tượng và là cái cớ để triển khai tư thơ về đoạn thơ này Hoài Thanh Đã có lời bình rất tinh tế Học vì sợ đánh Nhưng lại cũng vì muốn đánh vào tấm lòng của mẹ Thương con mà người con rất biết Bởi bài thơ quê hương Giang Nam đã xây dựng được những nhân vật Cùng những tình huống rất đáng yêu Chính điều này đã khiến độc giả hầu như không để ý Hoặc bỏ qua cách sử dụng ngôn từ Chưa phải đã thật kín kẽ của ông Vì như ông viết Giặc bạn em rồi quăng mất xác chỉ vì em là du kích em ơi đã có người đặt câu hỏi nếu em là du kích thì giặc bắn em là lẽ đương nhiên sao lại nói chỉ vì hay khi ông viết sự yêu quê hương vì có chim có bướm đã có người đặt vấn đề có nên để chữ yêu bên cạnh mấy chữ dễ bị suy diễn như chữ chim chữ bướm kia không tất nhiên không cực đoan đến mức cho Giang Nam biết vậy là dung tục như một nhà thơ từng viết bài đăng báo kết tội vậy bởi một khi ta đã nhập hồn vào bài thơ cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhân vật thì hẳn ta sẽ không có sự xét nét câu chữ thế ấy sinh thời nhà phê bình hoài thanh mặc dù thừa nhận giang nam có những bài thơ hay song ông cũng phải nghiêm khắc nhắc nhở là ngòi bút của giang nam có khi quá dễ dãi ở đoạn kết bài quê hương giang nam từng viết này yêu quê hương vì trong từng năm đất Có một phần xương thịt của em tôi Hai chữ xương thịt đặt ở đây Có thể không khiến bạn đọc gai gợn Bởi dẫu sao trước đó Nhà thơ đã làm ta xúc động Trước cái chết của người nữ du kích Không biết địch vứt xác nơi đâu Nên cái cảm giác Trong từng năm đất Có một phần xương thịt của em tôi Là xuất phát từ đời thực Tuy nhiên cũng hai chữ ấy Mà nhà thơ đưa vào đoạn thơ sau bài gửi miền bắc thì quả thật là không ổn rất không ổn hà nội ơi máu vẻ tụ giữa tim tóc bác có bạc nhiều những đêm không ngủ giặc mỹ liệu hồn thịt xương ta đó ưu điểm của thơ giang nam là có tỉnh song ngoài tỉnh thì thơ còn là nghệ thuật ngôn từ việc tác giả dùng từ ngữ thiếu chọn lọc trong một số trường hợp đã gây bất lợi cho việc thể hiện tình cảm của ông chỉ với bài quê hương giang nam đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng đó là sự may mắn không phải ai cũng có được trong nghề cầm bút Tuy nhiên với Giang Nam giấc mộng thi sĩ giống như một sự sắp đạt ngẫu nhiên của số phận Nhà thơ Giang Nam sáng tác để có thêm vũ khí cho mình trên hành trình dẫn thân Cuộc gia hưng vong thật vô hữu tranh Một cách chân thành Tôi thầm thiên một điều Cuộc chiến đấu vì độc lập dân tộc thống nhất đất nước Là ngọn nguồn cảm xúc Là niềm vui và nỗi đau trong thư tôi 56 tuổi chàng trai Nguyễn Sung đã tham gia quật khởi cùng cách mạng tháng 8 năm 1945 tại quê nhà Ninh Hòa Khánh Hòa. Sự chọn lựa ấy đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong đời ông. Đi với kháng chiến, Nguyễn Sung làm công tác xây dựng cơ sở rồi theo bộ đội đánh giặc rồi làm tuyên huấn. Thực tế khói lửa, thực tế sinh tử đã giúp ông làm thư. Như ông thổ lộ, trở thành nhà thơ lúc nào không biết Chủ yếu là không thể dằn lòng trước nỗi đau của bà con và nỗi đau của riêng mình. Bài thơ quê hương đánh dấu sự nghiệp thi ca của Nguyễn Sông với bút danh Giang Nam ra đời năm 1960 ở căn cứ Hoàn Du, nằm phía tây thành phố Nha Trang. Bài thơ đậm chất tự sự như được ghi chép rất thật thà về tâm trạng của tác giả khi nghe tin người vợ của mình bị giặc bắt và hy sinh ở miền Nam. Bài thơ gồm 35 câu kể là một câu chuyện rằng giặc nhớ thương giữa hai con người có chung nhiều kỷ niệm, có chung một lý tưởng. Không khí yên ả à và tâm tư trong sáng làm nền cho cả bức tranh quê hương từ nét đẹp hồn nhiên. Ba mảng mộc tuy tắn được khắc họa bởi tiếng cười khúc khích. Ba đoạn thơ chỉ mang tính thông tin nhưng nhờ tiếng cười khúc khích đã lan tỏa thành ba ấn tượng đặc biệt. Tuy nhiên ba chuỗi cười khúc khích không thể tạo ra bài thơ quê hương nếu không có dông tố đột ngột. Hôm nay nhận được tin em, không tin được dù đó là sự thật, giặc bắn em rồi quăng mất xác. Chỉ vì em là du kích em ơi đau sẽ lòng anh chết nửa con người. Sự mật mặt ấy gây bàng hoàng cho người đọc và trở thành điểm nhấn để kỷ niệm bay lên, lý tưởng bay lên, câu chữ bay lên. Thả lơ lửng một bài thơ quê hương và bờ trời tích ca Việt Nam, giai đoạn chống Mỹ cứu nước sẽ là góc độ thẩm mỹ văn chương bài thơ không có gì nổi bật về bút pháp và ngôn từ thế nhưng giá trị rung động của quê hương có thật nhờ nỗi đau có thật trong bài thơ nếu nói một cách chia ly thì nhà thơ giang nam chỉ đóng góp một nửa bài thơ còn nửa bài thơ kia thuộc về nhân vật nữ có tiếng cười khúc khích nhân vật nữ ấy là phạm thị triều một người con gái làng trải nhỏ hơn giang nam 2 tuổi họ gặp nhau và yêu nhau gần đúng như bài thơ miêu tả những ngày chuẩn bị ký hiệp định Geneva, họ đã làm đám cưới rồi mới người một hướng để thực hiện nhiệm vụ canh mạng. Năm 1959, bà Phạm Thị Triều cùng con gái nhỏ của họ đã bị bắt giữ ở nhà Lao Phú Lợi, Bình Dương và chẳng có tin tức gì. Vì vậy, năm 1960, nhà thơ Giang Nam choang váng khi có người nhầm lẫn cho biết vợ con của ông không còn nữa và ông đã gieo cái xót xa riêng mình xuống trang giấy mà thành bài thơ quê hương đầy danh sức. Thì bài thơ quê hương phổ biến khắp ba miền Bà Phạm Đình Triều được trả tự do vào năm 1962 Nhưng sau đó lại bị địch bắt và đầu đầy ra côn đảo Mãi đến năm 1973 Hiệp định Paris ký kết Bà Phạm Đình Triều mới được sum hợp với nhà thơ Giang Nam Năm 2013 Nữ du kích có tiếng cười khúc khích trong bài thơ quê hương Qua đời ở tuổi 82 với nhà thơ Giang Nam cuộc đời thi ca song hành của đời cách mạng Không chỉ có bài thơ quê hương và trường ca ánh chớp đêm giao thừa Chứng minh điều đó Mà chính nhà thơ Giang Nam còn trực tiếp khẳng định Trong bài thơ nghe em vào đại học Về mạch nguồn bổ ích để sống và biết cho bản thân Anh sẽ đè riêng một đêm thức suốt Kể em nghe chuyện chiến đấu miền Nam Câu chuyện mở đầu tuổi ấy ở quê hương Anh chỉ học có một trường cách mạng bài thơ quê hương nổi tiếng của Giang Nam từng được đưa vào sách giáo khoa và bao thế hệ học trò đã học thuộc từng câu từng chữ ở đó người đọc bị cuốn hút ám ảnh bởi những tiếng cười khúc khích thật thà hồn nhiên để rồi bỗng chốn hụt hứng khi nghe tin dữ Giang Nam là nhà thơ nổi tiếng với nhiều tác phẩm đi vào lòng người phong cách thơ của Giang Nam luồn mang bóng hình của quê hương đất nước và quê hương chính là một trong những tác phẩm thơ nổi bật của Giang Nam Qua 35 câu Giang Nam đã kể rất rõ câu chuyện Chứa đựng đầy kỷ niệm, niềm vui và không khỏi xót xa Của những người cùng chung lý tưởng Cô bé nhà bên đã gắn bó với tác giả từ những ngày tuổi thơ Đến khi trưởng thành hòa bình lập lại Cô bé ấy vẫn giữ một vị trí trong lòng tác giả Cô bé ấy là đại diện cho quê hương Cho những kỷ niệm đẹp đẽ hình ảnh thẹn thùng nếp sau cánh cửa của cô bé Sao mà thần thường đến lại Đó như một cảm xúc e ấp của một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi Trong mắt của tác giả, cô bé nhà bên ấy vẫn mang điệu cười khúc khích của tuổi thơ Nó càng làm cho hình ảnh quê hương thêm sâu đậm ý nghĩa Thế rồi tác giả chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm với cô bé ấy Có lẽ tình cảm đó đã được giang nam Giấu kín từ những ngày tuổi thơ Khi mẹ đánh đòn Bị cô bé ấy bắt gặp tác giả đã chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn để giải bày tâm sự và cô bé ấy có lẽ sâu trong lòng cũng đã gắn bó thân thiết với tác giả rồi. Thế nên, em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng. Đây là sự phát triển vượt bậc trong tình cảm của đôi nam thanh nữ tu ấy, đó không chỉ là tình cảm đơn thuần, đó còn là tình yêu của những con người cùng chung chí hướng, cùng mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho quê hương. sự hy sinh của em gái hàng xóm là một cú sốc với tác giả dường như tác giả không tin vào mắt mình nỗi đau ấy đã quá sức chịu đựng ở con người không một lời nào có thể diễn tả nổi đau đớn hơn khi em hy sinh còn bị quăng mất xác đó là nỗi đau chất chứa không thể nào nguôi chỉ vì em là du kích em ơi dường như ẩn chứa bao điều nó không chỉ là nỗi đau xé lòng nó còn như lời than cho cuộc đời vì chiến tranh và vì em là du kích nên mới xảy ra cớ sự như vậy nỗi đau ấy làm tác giả chết nửa con người và từ khi em ra đi quê hương không còn những điều vui vẻ lạ thường nữa trước khi tác giả yêu quê hương vì những điều thân thuộc vì thiên nhiên mình mà có chim co bướm và có cả đòn ra của mẹ nhưng nay tác giả yêu quê hương vì trong thực nắm đất có một phần xương thịt của em tôi đó là tình yêu bao la trời bể tình yêu ấy chất chứa kỷ niệm và ăn hết quê hương ấy của em làm đấy. Nhà thơ Giang Nam qua đời, quê hương vẫn còn nơi đây. Nhà thơ Giang Nam qua đời vào ngày 23 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết tại Khánh Hòa, hưởng thọ 95 tuổi. Tuy nhiên trong tâm khá có nhiều thế hệ học sinh, nhưng câu thơ trong bài thơ quê hương của ông vẫn còn mạnh nơi đây. Nhạc đến nhà thơ Giang Nam là nhạc đến quê hương, bài thơ nổi tiếng nhất do ông sáng tác năm 1960 và được bao thế hệ học trò ở Việt Nam yêu thích. 53 năm đã trôi qua, vẫn thuộc những câu thơ. Dù đã học bài thơ quê hương trong sách giáo khoa hồi cấp 3 trong thập niên 1970, nhưng từ nay cô Lê Thị Vui, giáo viên ngữ văn nghỉ hưu của trường trung học phổ thông Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vẫn còn thuộc những câu thơ. Cô vui kể, ngày ấy không ít học sinh thuộc nhiều câu, thậm chí cả bài quê hương. 53 năm đã trôi qua Nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ những câu thơ Sau nhiều lần thay đổi sách giáo khoa Bài thơ quê hương không còn trong sách giáo khoa Nhưng vẫn được nhiều thế hệ học sinh tìm đọc Nhiều học sinh vẫn yêu thích việc trích dẫn những câu thơ hay Của bài thơ này Trong quá trình biết phân tích cảm nhận văn học Theo cô vui Cũng theo cô vui không phải ngẫu nhiên Đó là một bài thơ mà ai cũng biết Và thuộc có những câu thơ lay động cảm xúc sự yêu quê hương vì có chim có bướm có những ngày trốn học bị đòn roi này yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi những câu thơ này đã thể hiện tình yêu chan chứa dành cho quê hương đất nước đôi lứa hòa trong tình yêu dành cho dân tộc ai cũng có một quê hương nơi chôn nhau cắt rốn nói về quê hương là nói về những tình cảm sâu thẳm nhất thiêng liêng nhất bên trong một con người cô vui bọc bạch Ai đã từng nghe Ai bảo chăn trâu là khổ Là người quản trị văn sách đẹp Chuyên lưu trữ hình ảnh sẽ giáo khoa các thời kỳ Anh Lê Hải đoàn 33 tuổi Giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội cho biết Quê hương của Giao Nam là một trong những bài thơ cảm xúc nhất Khi nói về chủ đề quê hương Tôi được nghe bài thơ này từ thuở bé Vì ngày trước mẹ hay đọc Tôi nghĩ ngày xưa Ai không đọc thì cũng từng nghe câu Ai bảo chăn trâu là khổ như một câu cửa miệng và thậm chí phổ biến rộng khắp. Khổ thơ đầu tiên của quê hương khiến mọi người thấy thân quen vì mô tả sinh hoạt thường ngày mà bất kỳ ai cũng trải qua. Thời kỳ khó khăn của đất nước cũng đều thấy hình ảnh của mình trong đó, anh đoàn nói. Nếu như đoạn đầu tái hiện lại hình ảnh tuổi thơ thì các đoạn sau là những hình ảnh có lửa mịt mùng và kết thúc là nỗi đau xé lòng của những người ở lại trước sự hy sinh mất mát của những người thân quen cho Tổ quốc. Trong nỗi đầu đó Tác giả càng tô điểm thêm tình yêu nước Bởi khi ấy đất nước đã hòa chung vào máu thịt Là lũy tre, là mẹ Là cô bé hàng xóm Là kỷ niệm thời thơ ấu Với những tháng ngày êm đềm của hòa bình Anh đoàn cảm nhận Trong cái đó Ở một góc độ độc giả yêu thơ Bà Phạm Thị Phượng 63 tuổi Kể với chúng tôi Tôi sinh ra bà lớn lên ở thôn An Xá Xã An Viên huyện Tiên Lữ Hưng Yên Đây là năm 1972 Tôi nhớ mình đang học lớp 7 Thầy giáo thương binh làng tôi Người trở về từ chiến trường Quảng Trị Tên Trần Thế Viễn Mang đến những bài giảng văn cực kỳ tuyệt vời Về bài thơ quê hương của Giang Nam